Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sa Đéc, trong ngày 16 tháng 9 năm 2021, thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới đều trong các khu cách ly tập trung. Tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc cộng dồn đến nay là 3.382 ca. Trong ngày 16 tháng 9, thành phố đã thiết lập 8 vùng xanh mới. Hiện thành phố có 398 vùng xanh với 20.251 hộ, 66.220 nhân khẩu và có 2 vùng xanh cấp xã là xã Tân Quy Tây và phường Tân Quy Đông. Tính đến 15 giờ ngày 16 tháng 9, ngành y tế thành phố đã tổ chức lấy mẫu gộp 10 để xét nghiệm PCR cho 3.413 người tại các khu vực vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh theo kế hoạch tầm soát định kỳ của thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng đã công bố các số điện thoại đường dây nóng của thành phố và các xã phường để tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì các tổ đội xung kích tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có nhu cầu, đồng thời thiết lập và siết chặt chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố, giữa các xã phường với nhau và bên trong các khu phong tỏa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.